Bên cái bộ mà Sensor Blue đó của chính phủ đó, họ thống kê mà giống như về mấy cái người mà di dân, mấy cái người mà đang sống ở đất Mỹ gốc châu Á đó, thì gốc châu Á là gồm Ấn Độ, Nhật, Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Hà Mon, vân vân đó. Thì trong các cái người sắc tộc, dân tộc châu Á này á, cái nhóm mà làm lương nhiều nhất ở trên nước Mỹ là cái nhóm Ấn Độ, Indian á các bạn, Ấn Độ. Xong kế đó rồi tới Philippines, rồi tới Nhật đồ vậy đó. Người Việt Nam tương đối là đứng hạng trung bình, giống như cái mà điếm từ 1 tới 10 á, là Việt Nam đứng hạng chính giữa, thì cái đó là tốt. Tầm trung á, Việt Nam đứng tầm trung á. Thì Quốc xin chia sẻ với các bạn như vậy nè. Cái nền giáo dục của Ấn Độ họ rất là hay. Dân Ấn Độ, bên nước Ấn Độ các bạn, người ta vừa sanh ra đó là phần đông, đại đa số là người ta cho con của người ta đi học cái tiếng Anh đó. Thì người Ấn Độ đa số là biết nói tiếng Anh giỏi lắm. Cái tiếng Anh nó có lợi nhiều nhiều thứ lắm các bạn, mà đến nỗi mà mấy cái người này nè ở bên Ấn Độ đó các bạn, họ lường gạt mà qua mặt cả chính phủ Mỹ luôn. Họ rất là hay, họ họ giỏi tiếng Anh á, mà một năm như vậy đó là cái tiền lường gạt của họ ở trên mạng á, họ thu vô là 4-5 tỷ đô la vậy đó. Chẳng hạn như họ họ nói họ hù dọa mấy người người dân Mỹ tại tiếng Anh họ giỏi, họ nói nào là mày thiếu tiền sở thế gì đó, mày không trả bị bắt mày bỏ tù vậy đó. Có một số người người ta nhẹ dạ đó, người ta không có biết gành về lực đó các bạn, thì người ta lật đật người ta đi đóng tiền vô ngân hàng gửi tiền. Thì cũng giống như mấy cái vụ mà mấy người Trung Quốc với mấy người Đài Loan mà qua Việt Nam mà lường gạt người ta, nói tiền giả tiền này tiền kia vậy đó, phải đi lên đổi tiền rồi vậy đó, đại khái như vậy đó. Rồi mấy cái người Ấn Độ này họ lường gạt bằng bằng cái cách mà làm cho computer của người ta bị nhiễm virus đó các bạn. Thì nếu mà bị nhiễm virus đó thì người ta phải lên đóng tiền vài 30 đô, đóng xong đó thì nó mới mở ra đồ đại khái. Nhưng mà không phải là cái chuyện người Ấn Độ này người ta lường gạt ở trên mạng qua không, mà người ta có những cái nghề, cái ngành, tại vì tiếng Anh người ta giỏi á, người ta rất là hay. Thì cái lý do tại sao người Mỹ á, người ta thường thường người ta dùng mấy cái người Ấn Độ này, cái thứ nhất á, là tại vì cái tiếng Anh của người ta giỏi, thì mấy cái hãng xưởng, mấy cái công ty của Mỹ đó có những cái công việc đó, thì họ không có muốn tốn chi phí nặng để thuê mấy cái người này làm việc ở trên mạng, thiết kế những thuyết trình những cái ứng dụng này ứng dụng kia, kỹ sư công nghệ đó. Thì trong tiếng Mỹ người ta nói là outsource, là giống như chuyển những cái công việc này, mướn qua dùng mấy cái người Ấn Độ đó làm qua mạng, rồi làm trong mạng, rồi chuyển bằng những cái file ở trên mạng rồi gì đó đó. Thì cái nền giáo dục của Ấn Độ rất là hay, họ nói tiếng Anh y như người Mỹ vậy đó, không thua gì người Mỹ. Thì chính phủ Mỹ á, bên cái bộ mà Sensor Bureau đó, họ cho biết đó, trong các dân tộc người châu Á mà sống ở Mỹ đó, cái người Ấn Độ này là làm lương nhiều nhất. Lương của họ là không có dưới 100 ngàn một năm các bạn. Trong cái website họ để đó là lương của mấy người Ấn Độ là từ 103, 102 ngàn đổ lên cho hàng năm á, lương lương năm của người Ấn Độ đó. Đó thì ở trong cái tiếng Mỹ á, là nó có một cái danh từ, đó là tiếng Việt Nam của mình nói, đó là cái danh từ nó nói là đi trước một nước cờ. Đi trước một nước cờ là người Mỹ họ gọi là ahead of the game. Ahead of the game là nói theo tiếng Việt Nam là đi trước một nước cờ. Đó là mấy cái người Ấn Độ này là họ trong cái nhóm mà sắc tộc người châu Á mà định cư ở nước Mỹ đó, sống ở nước Mỹ đó, di dân đó,
là họ đi trước một nước cờ đó, lương của họ là cao nhất các bạn, trong các người châu Á đó. Thì cái tiếng Anh nó giỏi nó cũng là một cái lợi lắm các bạn, tại vì chẳng hạn như nếu mà có một cái thí dụ như họ có một cái kinh nghiệm gì đi, một cái nghề chuyên nghiệp nào đi, thì khi mà các công ty ở Mỹ người ta tuyển mộ á, là dĩ nhiên đó là người ta chọn mấy cái người mà giỏi tiếng Anh đó, người Mỹ người ta thích như vậy đó. Ví dụ như bây giờ Quốc nói ví dụ một cái anh Nhật cũng là một cái nghề đó, một cái anh Việt Nam cũng cái nghề đó, cùng là một cái nghề, nhưng mà cái dễ dàng cho người ta nói chuyện cái ngôn ngữ á, thì nếu mà cái người nào mà giỏi tiếng Anh á, nếu mà người ta tuyển nhân viên đó, thí dụ bây giờ Quốc nói cho các bạn hiểu là xếp hàng 10 người vô trong các sắc dân mà để đi qua bên Mỹ làm cái diện lao động EB3 đó, thì 10 người xếp hàng mà cái anh Ấn Độ này mà anh giỏi tiếng Anh đó, là người ta sẽ nhận anh là cái chắc luôn, mình bảo đảm với các bạn luôn đó. Cho nên nếu mà ở Việt Nam của mình á, mấy cái nền giáo dục á, nếu mà bắt chước mà làm theo nước Ấn Độ á, rất là hay. Nó hay là cái chỗ là giống như á, là không phải là mình biết tiếng Mỹ, mình giỏi tiếng Mỹ mà mình đi qua bên bên Mỹ mình làm việc, mà có nhiều cái công việc á, người ta outsource qua cho cái nước của mình. Nếu mà mình giỏi tiếng Việt, có nghĩa là người ta liên lạc mình ở trên mạng, ở trên điện thoại, người ta mướn mình làm những cái game, những cái ứng dụng, hay là tư vấn đại khái gì đó, hay là người ta muốn đi du lịch qua Việt Nam, người ta muốn cưới vợ cưới chồng đồ gì đó. Nếu mà mấy cái người Việt Nam mà tiếng Anh giỏi á, thì người ta sẽ có những cái công việc đó đó. Thì ở Việt Nam mình cũng có một số công việc như Quốc liệt kê, nhưng mà nó không có phổ thông, nó không có nhiều, các bạn biết không? Đó đó, thì Quốc chia sẻ với các bạn gì đó, trong tất cả các sắc dân châu Á sống ở Mỹ đó, người Ấn Độ là làm lương cao nhất. Lương của họ đó, chính phủ cho biết là trên 100.000 đô la một năm. Còn Việt Nam thì đứng hàng chung đó, từ 1 đến tới 10.